Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật 14 tháng 5 2023. Chúng tôi đang có mặt tại buổi lễ hiến mẫu do Hội Phụ nữ Việt Mỹ tổ chức tại thành phố Westminster, Nam California. Và đứng kế bên cạnh chúng tôi là Dược sĩ Đỗ Kim Toàn, là trưởng ban tổ chức. Xin chào bà. Bà có thể cho quý khán thính giả biết đôi nét về ngày hiến mẫu mà hàng năm Hội Phụ nữ Việt Mỹ đứng ra tổ chức? Thì ngày hiến mẫu chúng tôi đã thành lập được 23 năm rồi. Thế nhưng mà tổ chức được khoảng 20 năm, tại vì 3 năm kia là Covid. Thế hôm nay chúng tôi bắt đầu lại là tổ chức ngày lễ Mother Day. Bây giờ anh đã thấy đó, tức là tất cả các quý vị nó vui vẻ lắm. Hôm nay được quay lại bắt đầu tổ chức lại. Chúng tôi tổ chức thì từ 75 tuổi giờ lên là tất cả các cụ được vào tự do. Rồi đến lúc dưới, thế nhưng mà thấy cái tuổi mà lớn đó, thì các con cháu họ không có cho đi ra ngoài nhiều. Đó là lý do không tổ chức được. Thế hôm nay thì bây giờ nó hết Covid rồi, là tất cả quý vị tham dự. Mà anh thấy mà khi tham dự tụi này tổ chức đó, thì trong ban của Hội Phụ nữ Việt Mỹ đó, tất cả anh thấy ở đây là mặc áo xanh hết, đồng phục. Thì người nào cũng bận, túi bụi. Nhưng mà đó là cái này đó, sự thực đó, ở Việt Nam đó thì thường là gia đình đó, ở con cái với gia đình bố mẹ đó, ở chung với nhau, thế cho nên là nghĩa là lúc nào cũng là ngày lễ mẹ cả, bởi vì họ sống ở Việt Nam là tứ đại đồng đường. Thế còn bên này đó thì vì vấn đề ở bên Mỹ này đấy, thì các con cái nó ra ở riêng. Thế mình đó, mẹ đấy, cái quan trọng của người mẹ là cố gắng để nuôi dạy con lên người. Cái đó là cái hạnh phúc nhất của người mẹ. Sự thực tôi cũng nói như tôi chẳng hạn, mấy đứa con tôi đó mà nó học nó thành tài đó, và như vậy thì tôi thấy tôi happy. Sự thực mình không nhờ gì của họ cả. Thế nhưng mà tại vì ở Việt Nam thì lúc năm tới ngày nào cũng ngày của mẹ. Thế bên này đó thì vì chuyện nghĩa là bận rộn thì cho nên mình vậy tổ chức mỗi một năm tức là hai tuần, tức là tuần thứ hai của tháng năm thì là ngày lễ của mẹ. Thế xong đến lúc mình tổ chức ngày lễ của mẹ để cho các con cháu tụ họp lại ở trong một chỗ để nhớ công ơn của mẹ và cảm nghĩ của một người mẹ khi tham dự. Ngày lễ mẹ là ngày lễ thiêng liêng, làm cho chúng tôi tuy là được hân hạnh như thế này nhưng mà nhớ mẹ lắm. Tôi xin chúc tất cả các bà mẹ được mọi sự bình an và quý quyến, khỏe mạnh. Chúng tôi chỉ cầu xin như thế thôi. Sống được tới giờ này là chúng tôi đã hân hạnh lắm rồi ạ. Dạ. Trong chương trình cũng có sự hiện diện của các vị dân cử và thượng nghị sĩ tiểu bang Giang Anh Nguyễn đã có lời ca ngợi việc làm của hội. Hội Phụ nữ Việt Mỹ đã hàng năm 23 năm rồi thưa quý vị. 23 năm đã tổ chức ngày lễ mẹ để cho chúng ta và trong cộng đồng tới đây để vinh danh các bác một ngày lễ mẹ vui vẻ. Và cháu xin cảm ơn, và cháu cũng trong chính trị một người dân cử là gần 20 năm rồi thưa quý vị. Và trong 20 năm đó đó là Hội Phụ nữ Việt Mỹ đã 23 năm. Và trong đó đó, either cháu hay là chú thích hay là một người khác trong văn phòng á, tới hội này mỗi năm, và con không có quên, không có lúc nào mà quên hội và quên các bác. Một lần nữa con cũng một lần nữa xin kính chúc bác và quý vị ở trong Hội Phụ nữ Việt Mỹ và xin cảm ơn. Kính thưa quý khán thính giả, buổi mừng ngày lễ mẹ do Hội Phụ nữ Việt Mỹ tổ chức, sau đó còn có phần phát biểu và cho bằng tường lục của các vị dân cử thành phố Westminster, phần thi trang phục đẹp và phần xổ số, cũng như phần văn nghệ rất vui nói về công ơn người mẹ. Phát Đại Nam tường trình cho SBTN từ thành phố Westminster, Nam California.